Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Bá Hải, mình năm nay mình 8 tuổi, mình học lớp 3. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tất cả những loại bông gâu mà mình yêu thích. Peppa Pig này các bạn, và đây là những hoàng hôn đá này các bạn, còn đây là công chúa này các bạn, đây là Mickey này, còn đây là Dora này các bạn, đây là xe cũng có xe thực dụng để chúng ta khi mà bị chảy sữa ở đâu đó chúng ta sẽ dán nó lại. Bây giờ mình sẽ loại Mickey mình yêu thích nhất về, mình sẽ thử bóc cho các bạn. Nào nè anh bóc luôn à. Đây này các bạn, đây là Mickey đang bị ở sau này các bạn. Và bây giờ mình sẽ thử bóc để dán vào đâu cho các bạn nhé. Đây là của nhà à? Đây này các bạn, mình sẽ thử dán vào đâu nhé. Ví dụ mình sẽ dán vào cái tay của mình khi bị chỗ nào đau này. Đây đúng không các bạn? Các bạn đã theo dõi video này thì nếu ai hâm mộ thì mình sẽ đặt